Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ sẽ hướng dẫn cho các bạn giải đề kiểm tra mục tiết đề mẫu chương trình tiếng Anh lớp 11 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về cấu trúc đề kiểm tra, chúng ta sẽ có phần 1 là phần phát âm, phần 2 dấu nhấn, phần 3 ngữ pháp, phần 4 tìm lỗi sai trong câu, phần 5 điền từ vào đoạn văn, và phần 6 là phần đọc hiểu, phần cuối cùng là phần viết câu theo dạng trắc nghiệm. Bây giờ chúng ta sẽ làm phần 1. Hãy chọn một từ trong mỗi dòng có cái phần phát âm khác với từ còn lại. Bây giờ câu số 1, các bạn đọc là agree, thì nó chính là âm ờ các bạn. Âm ờ thì trong từ điển thì các bạn sẽ thấy người ta sẽ phiên âm như thế này. Bây giờ câu B, các bạn đọc là arrange, thì nó cũng là âm ờ. Còn câu C, các bạn đọc là area, area. Bây giờ các bạn xem thử ha, âm area này trong tiếng Anh thì người ta sẽ phiên âm như thế nào. Đây các bạn, area thì nó chính là âm e ờ. Rồi, âm e nè các bạn, âm e và âm ờ. Các bạn thấy từ điển sẽ ghi thế này. Rồi, e. Còn câu D các bạn đọc là award, award. Rồi, âm ờ. Vì vậy câu số 1 các bạn chọn câu C, area. Bây giờ các bạn qua câu số 2, thì câu số 2 các bạn, người ta gạch dưới là âm tr, âm tr. Thông thường âm tr được đọc là âm tr, một số trường hợp thì đã được đọc là âm k các bạn. Bây giờ câu A các bạn đọc là changeable, changeable. Thì đây chính là âm tr nha. Âm tr thì các bạn tra từ điển trong tiếng Anh, các bạn thấy là ta ghi chữ T nè với chữ S này, nhưng chữ S này kéo dài ra các bạn. Còn câu B các bạn đọc là chemistry, chem ha, không đọc là chem nha các bạn. Các bạn đọc là chemistry thì nó chính là âm K. Còn câu C các bạn đọc là champion thì nó chính là âm tr luôn nha. Rồi chữ S kéo dài ra. Còn câu D các bạn đọc là judge, rồi âm tr. Vì vậy trong câu này các bạn chọn câu B. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 3. Câu số 3 các bạn đọc là usually, usually. Usually là âm yêu các bạn. Câu B các bạn đọc là unhealthy. Un là âm ớ ha. Âm ớ trong từ điển các bạn sẽ thấy nó ghi giống như dấu mũ các bạn. Còn câu C là usefulness, là âm yêu luôn. Âm yêu. Còn câu D các bạn đọc là university, là âm yêu luôn. Vì vậy là trong câu này các bạn chọn câu B, unhealthy. Bây giờ các bạn qua câu số 4. Câu số 4, câu A các bạn đọc là whole, có nghĩa là chữ W các bạn, nó bị câm. Rồi, các bạn WH, W câm, còn chữ H. Còn câu B các bạn đọc là well, có nghĩa là các bạn đọc chữ W và chữ H nó bị câm. Câu C các bạn đọc là water, rồi các bạn đọc W, H câm. Câu D các bạn đọc là window, win. Rồi, vì vậy trong câu này các bạn chọn câu A. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần 2. Phần 2 là phần dấu nhấn. Rồi, dấu nhấn. Để làm tốt phần này ha, đòi hỏi các bạn đọc đúng hoặc các bạn tra từ điển nha. Thì câu A, câu A các bạn đọc là floppy. Floppy có nghĩa là các bạn nhấn phần 1. Câu B các bạn đọc là idol, nhấn phần 1 nha các bạn. Các bạn lưu ý là từ hai vần sẽ nhấn vào vần lớn hơn. Câu C các bạn đọc là curtain, curtain, âm ớ ha. Còn chữ thần này nè các bạn, nó là âm ờ. Âm ờ thì không bao giờ nhấn vào nó. Còn câu D á, các bạn đọc là decide, decide, nó chính là âm I nhấn vào nó ha, nhấn âm lớn hơn. Vì vậy câu số 5 các bạn chọn câu D. Bây giờ các bạn qua câu số 6. Câu số 6 các bạn đọc là
extremely có nghĩa là nhấn phần 2 này các bạn. Cái từ ly này sẽ không làm thay đổi dấu nhấn của câu. Extreme. Rồi, y dài. Các bạn nhấn phần 2. Câu B. Các bạn đọc là excited. Excited. Rồi, nhấn phần 2. Câu C. Các bạn đọc là personal. Personal. Nhấn phần 1. Câu D. Các bạn đọc là imagine. Nhấn phần 2. Bây giờ các bạn thử xem dấu nhấn trong từ điển họ sẽ ghi thế nào nha các bạn. Rồi. Đây các bạn. Các bạn thấy cái dấu ở đầu tiên nè các bạn. Cái dấu đầu tiên nè. Cái dấu gạch xuống nè. Rồi, gạch xuống. Vì vậy trong câu số 6 này, các bạn chọn câu C. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 7 nè các bạn. Câu A, các bạn đọc là sneaky. Rồi, sneaky. Có nghĩa là rón rán các bạn. Ở câu B, các bạn đọc là notice. Phần 1 nha các bạn. Về dấu nhấn thì chúng ta sẽ có nguyên tắc ha. Các bạn nhấn vào vần, từ hai vần các bạn nhấn vào vần lớn hơn. Một số cái âm tận cùng á là thay đổi dấu nhấn, một số âm thì không. Câu C, các bạn đọc là open, O, phần 1. Câu D, các bạn đọc là around, phần 2. Vì vậy, trong câu này, các bạn chọn câu D. Bây giờ, các bạn qua câu số 8, birthday, phần 1. Bây giờ, các bạn đọc câu B. Các bạn xem chữ reply. Đây các bạn. Thì reply là từ hai vần. Ở đây các bạn có chữ âm i nè, âm i nè các bạn. Thì nhấn vào vần 2 ha, nhấn vào cái vần mà nó lớn hơn á, âm i này, đọc khó hơn, đọc miệng to hơn chữ i này. Rồi các bạn nhấn vần 2. Rồi. Bây giờ các bạn có chữ school back, thì nhấn vần 1 nha các bạn. Rồi. School bag 11. Câu D. Money. Rồi. Các bạn nhấn vần 1. Vì vậy trong câu này các bạn chọn câu B. Chúng ta đã xong phần dấu nhấn. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo. Đó là phần ngữ pháp. Chọn cái từ, cái câu trả lời phù hợp nhất để điền vào mỗi chỗ trống dưới đây. Câu số 9 nè các bạn. Những cái người phụ nữ này, những cái quý bà này thường đi đến chùa để mà pray. Pray là cầu nguyện các bạn. Cầu nguyện hạnh phúc và may mắn. Thì chúng ta có pray for, có nghĩa là cầu nguyện các bạn. Rồi, pray for, cầu nguyện cho cái việc gì đó. Chúng ta dùng giới từ for cho pray nha các bạn. Bây giờ chúng ta qua câu số 10. Of the three sisters là một trong ba người chị nè. Một trong ba người chị em. Thì Mary là cái người gì đó nhất. Ý nói Mary là người chị hoặc là em đẹp nhất đó các bạn. Sister. Thì cái từ sister ở đây thì người ta không có lặp lại. Thì thay vào đó thì người ta sẽ dùng cái chữ one. Người ta thay thế nha các bạn. Rồi, the beautiful one. Câu số 11 là các bạn. Gia đình. Whole là toàn thể gia đình. Thông thường cố gắng để mà get together vào dịp Giáng sinh. Ở đây thì người ta gạch dưới cái từ get together. Ý người ta nói là hỏi là nghĩa của nó là gì các bạn. Các bạn có A là contact nè, là liên hệ. B. Gather, tụ họp. C. Relate, là liên quan. Câu D. Communicate, là giao tiếp. Thì trong trường hợp này, get together chính là gather, tụ họp với nhau. Hoặc là quây quần với nhau các bạn. Câu số 12. Tết là một cái dịp gì đó cho tất cả các thành viên của gia đình để mà quây quần,
tụ họp. Rồi trên đây. Thì trong câu số 12 này các bạn có từ occasion có nghĩa là danh từ, trước danh từ các bạn dùng tính từ ha. Và trong bốn chữ này thì câu A là tính từ, câu B trạng từ, câu C động từ, câu D verb in. Rồi. Tết là một cái dịp đặc biệt. Câu số 13 là bạn có thích uống trà thêm không? Đây là câu mời, câu mời các bạn. A vâng, cảm ơn. Không, làm ơn. Vâng, please, yes please. Câu D là you are welcome. Trong câu này các bạn, chúng ta sẽ có câu A và câu C là hai câu mà sẽ làm cho chúng ta có sự bối rối một chút nữa các bạn. Còn câu B và câu D chúng ta bỏ qua ha, vì nó không có phù hợp nghĩa. Câu B là không mà please là không đúng rồi. Trong tiếng Anh đó các bạn, khi mà người ta mời chúng ta cái gì đó mà chúng ta đồng ý ha, thì chúng ta dùng cái câu yes please để trả lời. Còn cái câu yes đó các bạn, vâng, thanks, cảm ơn, thì nó sẽ không phù hợp trong vị trí này. Chúng ta chọn câu trả lời tốt nhất đó các bạn, là yes please. Còn yes thanks thì trong cái việc và giao tiếp hàng ngày chúng ta có thể dùng là yes thanks. Tuy nhiên trong tiếng Anh học thuật thì câu C là hay hơn câu A các bạn. Còn ngược với cái câu này các bạn, nếu như các bạn không đồng ý á, thì các bạn dùng cái câu là no thanks. No nhưng lại thanks, bởi vì nó lịch sự các bạn. Còn yes thì chúng ta không thanks, chúng ta dùng chữ please. Please, vâng, xin vui lòng cho tôi thêm ý nói vậy các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 14, would you mind. Thì trong câu này các bạn có từ mind nè. Rồi, would you mind cộng verb in nha các bạn. Thì ngược với nó là would you like cộng to verb. Bạn có phiền đợi tôi một chút không? Bây giờ chúng ta có câu số 15, John gì đó giúp đỡ anh ta mang cái hành lý nè. Rồi, câu số 15 các bạn thấy chúng ta có từ helping nè, là giúp đỡ nè các bạn. John gì đó giúp đỡ anh ta mang hành lý. Câu A là cảm ơn, còn câu B là yêu cầu nè. Nếu mà ask someone thì to do something nha, đây verb in. Còn told me to thank helping, hơi kỳ các bạn ha, said thank you me helping. Rồi, trong câu này các bạn chọn câu A. John cảm ơn tôi vì đã, rồi thank someone for các bạn nha, verb in, giúp đỡ anh ta mang hành lý. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 16 là John subjected nữa các bạn. Cái từ subject này chúng ta đã có cái chuyên đề nói về nó ha. Subject nếu dùng động từ phải dùng verb in. Thì bốn câu này thì chỉ có câu A với câu C thôi các bạn. A, C, bây giờ chúng ta xem chủ động hay bị động nha. John đề nghị. Appointing là bổ nhiệm cho một cái chi nhánh mới ở Việt Nam. Thì trong câu này các bạn, John đề nghị được bổ nhiệm đến một cái chi nhánh mới ở Việt Nam, thì chúng ta dùng câu C các bạn, với ý nghĩa là bị động. Rồi, chúng ta chọn câu C vì câu này mang ý nghĩa bị động. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 17 các bạn. Là một ngày khi mà người ta tổ chức cái trăng các bạn. Full là trăng tròn lớn nhất trong năm. Các bạn có câu A là lễ tạ ơn nè. Thanksgiving, Valentine's Day, lễ tình nhân. Rồi, lễ. Đây chính là lễ trung thu các bạn, Tết trung thu. Còn câu D là Tết holiday. Thì trong câu này các bạn thấy là celebrate the largest full moon in the year. Nên chúng ta chọn Tết Trung Thu nha các bạn. Rồi, Tết Trung Thu. Rồi, trăng tròn các bạn, trước đồng đàn đi chơi nè. The largest full moon. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 18. Ngoài cửa sổ nè. Anh ta thấy con mèo leo qua cái hàng rào. Thì câu số 18 này đây chính là câu rút gọn các bạn. Câu rút gọn, anh ta nhìn ra cửa sổ, anh ta thấy con mèo leo qua cái hàng rào. Có nghĩa là he looked
out of the window he looked at day á. Thì trong câu này có hai từ he nè các bạn. Trong câu này có hai từ he. Rồi. Thì trong câu có hai chữ ngữ thì chúng ta bỏ bớt một chữ ngữ và chúng ta lấy động từ thêm in nha. Bởi vì câu này mang nghĩa chủ động ha, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ nên chúng ta dùng câu C. Rút gọn thành verb in nếu chủ động. Rút gọn thành verb 3 nếu bị động nha các bạn. Câu số 19 nè, họ tình nguyện để làm việc trong một cái khu vực gì đó hoặc là xa xôi để cung cấp giáo dục cho những đứa trẻ. Thì câu số 19 này các bạn có từ areas nè, là khu vực, đó là danh từ. Thì trước danh từ chúng ta dùng tính từ nha. Ở đây là xa xôi hoặc là chúng ta có mountain là danh từ núi, mountainous là tính từ, hai là cao, low, thấp. Ở khu vực cao, chữ này không đúng nha các bạn. Ở khu vực cao hay ở miền cao thì tiếng Việt chúng ta có chữ miền cao, nhưng tiếng Anh thì chữ hai này cao có nghĩa là cao về cái chiều cao các bạn. Còn cái vùng cao có nghĩa là vùng này nè, mountainous, vùng núi các bạn. Bây giờ chúng ta vào câu số 20. Trong một vài quốc gia phát triển nè, có thể là nguyên nhân của poverty, nghèo, hunger là đói. Các bạn có câu A, modernization là hiện đại hóa. Câu B là sự biết đọc biết viết nè. Pollution, ô nhiễm. Overpopulation là sự đông đúc các bạn, sự đông đúc chật chội. Thì theo nghĩa của câu, trong vài đất nước là nguyên nhân của đói nghèo và đói, thì chúng ta chọn câu D nha các bạn, là dân số quá đông. Còn hiện đại hóa, biết đọc biết viết, ô nhiễm không khí sẽ không phù hợp cho cái câu này. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 21 rồi các bạn. Cái gì đó on the street when it rains, họ gì đó. Thì trong câu số 21 này các bạn thấy là một cái hành động dài đang xảy ra trên đường, thì một cái hành động ngắn là chen vào, là trời mưa chen vào. Hoặc các bạn dịch ra, các bạn thấy là họ đang đi thì trời mưa. Rồi đang đi trong quá khứ, chúng ta chọn thì quá khứ tiếp diễn. Nó chính là câu D này các bạn. Quá khứ tiếp diễn. Bây giờ các bạn qua câu số 22. Bạn có thích để uống không? Rồi, would you like to drink? Thank you. Coffee please, yes please, no I don't. Ở trong đây thì người ta hỏi là what would you like to drink? Bạn thích uống cái gì ha? Thì câu yes please sẽ không phù hợp nữa nha các bạn. Ở đây cái gì các bạn? Thì chúng ta chọn câu B nè. Coffee please. Câu số 23, bao nhiêu trong cuộc đua? Chúng ta có động từ, danh từ chỉ người các bạn, người tham gia. C là sự tham gia, câu D verb in. Thì trong câu này các bạn chọn người tham gia nha. How many participants? Bao nhiêu người tham gia trong cuộc thi? Tôi muốn để tham gia trong cái cuộc thi như thế này. Các bạn có A là contest, là cuộc thi nè. B, rivals, đối thủ nè. C là sự tham gia. Câu D là races. Races là cuộc đua các bạn. Thì trong câu này người ta gạch chữ từ competition là cuộc thi đấu. Thì ý nói là từ đồng nghĩa với nó, chúng ta chọn từ contest nha, là cuộc thi đấu, đối thủ, sự tham gia, cuộc đua không đúng. Bây giờ câu số 25 các bạn thấy từ subject này ha. Rồi nhìn xuống đây là động từ, các bạn chọn verb in luôn khỏi suy nghĩ các bạn. Câu số 26 các bạn thấy ý tưởng của bạn thì khá là different. Cứ different các bạn chọn from nha. Câu số 27 này các bạn, giống như các đề thi của các năm trước các bạn. Thì các bạn có congratulated someone on, cứ kiếm on mà các bạn chọn on verb in. Chúc mừng ai đó về điều gì đó. Bạn tôi chúc mừng tôi đậu kỳ thi. Câu số 28 này các bạn, bãi cỏ cần mowing again. Mow á có nghĩa là cắt các bạn. Rồi A là sửa nè, B làm các bạn, C là uống tông. D là cắt. Rồi chúng ta chọn D nha. Câu này các bạn không biết chữ mô này các bạn cũng có thể đoán nha. Cỏ mà, cỏ thì phải là cắt. Câu 29 đó các bạn, bánh chưng được làm
on, sticky rice, nếp, nếp, green beans, đậu xanh, fatty pork, fatty pork là thịt ba rọi các bạn, thịt mỡ, thịt ba rọi. Rồi, trong câu này á, một số bạn chỉ dùng từ buy là chật lấp nha các bạn, không đúng nha. Các bạn lưu ý, buy là sai. Bởi vì buy phía sau phải là người nha, là tác nhân ra. Còn trong trường hợp này làm từ các bạn, làm từ. Một số bạn chọn buy đó nha, các bạn lưu ý. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo rồi các bạn, phần tìm lỗi sai trong mỗi câu thì đây là cái dạng cũng rất quen thuộc của chúng ta các bạn ha. Rồi chúng ta làm luôn. Câu số 30, anh trai của tôi luôn luôn mơ trở thành một cái ngôi sao diễn viên nổi tiếng. Thì trong câu này các bạn thấy rằng ở đây nè, người ta gạch dưới cái động từ has nè các bạn. Ở đây V3 nè. Thì các bạn thấy đây số x ha, has x nè. Thì anh trai của tôi cũng là số x luôn. Vì vậy các bạn thấy has always thì luôn luôn mơ. Rồi, không vấn đề gì ha. Ở đây các bạn, dream to be nè. Luôn luôn mơ để là một cái ngôi sao phim nổi tiếng. Thì bây giờ người ta gạch với từ to be nha, thì các bạn phải xem xét cái động từ đứng trước nó là cái từ dream. Rồi chúng ta tra từ điển, chúng ta xem thử nha các bạn. Dream ở đây các bạn thấy nè, dream about nè. Rồi dream about thì người ta gợi ý cho chúng ta các bạn, trong trường hợp này các bạn chọn chữ about hoặc là of nè các bạn, of. Vì vậy trong câu này các bạn chọn câu B, các bạn sửa thành about being hoặc là of being nữa các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 31, mưa ngăn cản chúng tôi cho cái việc leo lên đỉnh của ngọn núi. Thì khi mà các bạn đọc câu này các bạn có cái chữ rất là quan trọng là prevented các bạn. Thì prevented á là ngăn cản, ngăn cấm. Mà khi các bạn thấy cái chữ này á thì các bạn phải coi liền. Nếu nó đi với giấy từ from thì đúng ha, còn ở đây là for thì sai nha, các bạn sửa thành chữ from. Câu số 32, nếu bạn đến cái buổi tiệc của tôi ngày hôm qua, bạn sẽ thấy cái người bạn trước đây của bạn. Thì trong câu này có cái từ quan trọng là các bạn, có từ if nè. Rồi bạn xem chữ if nha. If thì phía sau người ta không gạch cái từ would have, gạch V3. Rồi có nghĩa đây chính là câu điều kiện loại 3 các bạn. Ở đây would have còn V3 thì đây sẽ là quá khứ không thành. Vì vậy các bạn chọn câu B, have come. Câu 33 này các bạn, who suggested come nè. Rồi, người ta gạch dưới cho các bạn từ suggested. Các bạn suy nghĩ ngay. Sau nó phải còn put in, vì vậy các bạn chọn câu B. Câu 34 này các bạn, could you tell Lin me? Rồi, could you could là cộng V1 ha. Could you tell? Rồi các bạn chọn câu B, sửa thành theo. Câu này dễ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm phần 5 là phần điền từ và đoạn văn các bạn. Rồi, phần điền từ và đoạn văn. Rồi chúng ta đã gặp rất nhiều dạng bài tập này các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ làm từng câu, câu một. Ngày càng ngày là những cái người trẻ nè thì voluntary work abroad là cái công việc tình nguyện ở nước ngoài. Ở đây các bạn có từ work nha các bạn. Work là cái công việc tình nguyện. Thì là người ta đang kiểm tra các bạn là do hay là make hay là take hay là get ha. Chúng ta có do voluntary work. Vì vậy câu 35 các bạn chọn câu A. Về sự khác biệt giữa do và make thì có rất là nhiều sự khác biệt nha các bạn. Chúng ta đã được trình bày ở một cái số đề khác. Cái sự đa dạng các bạn, cái sự đa dạng kỳ lạ của các công việc và các điểm đến available có sẵn thì đang làm cho cái lựa chọn thú vị này ngày càng tăng lên đối với những người, cái người mà vừa mới rời trường và có một cái năm free các bạn, một cái năm nghỉ, một cái gap year trước khi vào đại học.
Nhiều người chọn để trải qua 12 tháng này làm việc trong những quốc gia nghèo. Ở đó họ sẽ kiếm Lidl cực kỳ ít các bạn. Chữ Lidl với ở Lidl chúng ta nói nhiều rồi ha. Lidl ở đây là no luôn đó các bạn, gần như no. Có nghĩa là có nhưng mà không đáng kể. Rồi, no money. Thì câu số 36 các bạn thấy là with but or and. Ở đây là kiếm ít hoặc không có tiền luôn. Các bạn chọn câu C. Nhưng họ đang làm những cái điều thú vị nè và đang enjoying cái kinh nghiệm. Cái công việc này có thể gì đó giúp đỡ cộng đồng. Ví dụ như là giúp để mà xây dựng những con đường mới hoặc là cung cấp nguồn cấp nước cho những cái ngôi làng ở vùng xa cách biệt. Rồi. Bây giờ câu số 37 các bạn thấy từ off nè. Từ off ha, các bạn chọn cái câu A consists of bao gồm. Và các bạn có từ in lieu ha, nó sẽ không đi, nó cũng bao gồm mà không đi từ off nè các bạn. Contain là chứa đựng. Involve không đi từ off. Rồi, bao gồm giúp đỡ cộng đồng địa phương. Những cái dự án khác các bạn có thể tập trung nhiều hơn vào cái sự bảo tồn hoặc là bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Rồi, câu số 38, đây chấm nè, đều chấm nè các bạn. Cái loại công việc gì? A bất cứ nè, what cái gì? Tuy nhiên, whatever là bất cứ. Rồi, ở đây ý người ta nói á, dù cho bất cứ công việc gì. Rồi các bạn chọn chữ whatever nha. Có nghĩa là bất cứ cái gì. Các bạn có whoever là bất cứ người nào, whenever bất cứ khi nào, wherever là bất cứ nơi nào. Trong trường hợp này là bất cứ cái loại công việc gì, nó thì chắc chắn để là gì đó và worldwide xứng đáng và là một trải nghiệm mà sẽ không bao giờ được quên. Rồi, bất cứ công việc gì nó thì chắc chắn là challenging, hơi thách thức. B, nguy hiểm. C, khó khăn. Câu D, attractive là thu hút. Nó được thôi thúc không đúng các bạn nha. Chúng ta phải dùng tính từ mà dùng cho vật á. Thì trong trường hợp này, các bạn chọn câu A là hợp nghĩa nhất. Bất cứ công việc nào thì nó cũng đầy thử thách đó các bạn. Rồi, từ challenging này. Chữ challenging này nó bao gồm nghĩa là difficult trong đó luôn ha. Thậm chí a little bit dangerous. Chữ này hợp lý hơn. Rồi, nếu dùng chữ này thì chắc không ai dám làm luôn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần 6 nha các bạn. Chúng ta sẽ qua phần 6. Rồi, đây chính là phần đọc hiểu nè các bạn. Phần đọc hiểu chúng ta gặp rất là nhiều ha trong đề thi. Và chúng ta đã nói rất nhiều về cách làm. Chúng ta sẽ làm câu hỏi chi tiết trước. Sau đó sẽ làm câu hỏi tổng quát. Và chúng ta sẽ đọc câu hỏi trước khi chúng ta scan in. Rồi bây giờ chúng ta xem. How often nè các bạn. Thường xuyên thế nào mà người trên thế giới là xem cái Olympic. Rồi, chúng ta sẽ tập trung vào chữ how often. Câu 41 là những cái thành phố thì ở đâu nơi mà Olympic này được tổ chức giữa 2 năm nay. Rồi, chúng ta coi ha. Tập trung vào cái này. Rồi, làm câu này trước, hai câu này trước đây các bạn, rồi tính sau. Rồi, chúng ta xem nha, đọc thường xuyên. Every 4 years các bạn, mỗi 4 năm nè. Rồi, vừa vô thấy liền. Rồi, từ từ ha. Người ta trên khắp thế giới xem Olympic Game, nó là cái thời điểm cho tất cả loại của người để mà unite, đoàn kết các bạn trong hòa bình. Ở đây dịch sát nghĩa nha các bạn. Một vài trong số họ thì tham gia cùng với nhau để cạnh tranh cho huy chương vàng, hàng triệu những người khác thì xem trên TV. Tại sao chúng ta có Olympic? Nó bắt đầu khi nào? Rồi chúng ta chọn câu này trước đi các bạn. 4 năm. Ở đây 1896, 195 hai nha, chú ý thời gian này. Ở đâu? Cái Olympic này các bạn, đầu tiên hay như cả các thế vận hội đầu tiên các bạn được tổ chức ra ở Hy Lạp nè, trong năm 1976 trước công nguyên. Thì lúc đó thì chỉ có một sự kiện thôi. Người ta chạy ra chạy các bạn trong một cái chiều dài của sân vận động. Và cái trò chơi đó kéo dài một ngày. Chưa đề cập đến năm nha các bạn. Trong quá trình làm á, thì các bạn có thể là xem nhanh ha. Ở đây thì sẽ cố gắng giúp cho các bạn hiểu từng chỗ một.
dần dần người ta được thêm một cái sự kiện nè, và các thế vận hội này thì chỉ cho người đàn ông, và người phụ nữ không thể, thậm chí là không được xem luôn các bạn. Chỉ có người Hy Lạp mới thi đấu thôi. Họ đến từ các nơi của cái thế giới Hy Lạp nè. Cái thời điểm của cái trận đấu này này thì một cái thời là cái thời gian hòa bình, và chính phủ để cho mọi người đi lại một cách an toàn. Người chiến thắng trở thành những anh hùng của quốc gia. Rồi tới đây các bạn, tới đây thì chúng ta cũng chưa thấy năm 1896, 1952 nè. Thì trong thực tế khi mà làm bài á, các bạn cứ scan tới các bạn thấy năm này ha. Còn trong quá trình chúng ta theo dõi màn hình thì hơi khó, vì vậy là sẽ giúp cho các bạn hiểu cái bài này. Rồi. Giờ mới có nè các bạn. Là những cái trò chơi hiện đại đầu tiên thì ở năm 1896 ở Athens, thủ đô Hy Lạp. Những cái người Hy Lạp các bạn xây dựng một cái sân vận động mới cho cuộc thi, những vận động viên từ nhiều quốc gia cạnh tranh với nhau. Ở đó có những cái Olympic mỗi 4 năm trong những thành phố khác nhau ở châu Âu và ở nước Mỹ nè, cho đến 1952. Rồi. 1952 các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ coi nha. Thì người ta nói là giữa năm này và năm này nha các bạn. Thì có nghĩa là thành phố chỉ ở châu Âu và nước Mỹ thôi. Chúng ta chọn nè. Ở châu Âu và South America. South America không phải nước Mỹ nha các bạn. South America thì chính là những cái nước Nam Mỹ các bạn. Nam Mỹ á, như là Brazil, Mexico rồi các bạn. Rồi, các bạn chọn câu C rất là rõ ràng rồi ha. Chúng ta chọn câu C. Chúng ta qua câu số 42. Bao lâu sau cái sự thành lập của cái Olympic hiện đại á, là Olympic mùa đông được giới thiệu? Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiếm cái chỗ nào mà có Winter Olympic nha các bạn. Các bạn scan lên tới chi tiết này nha. Rồi trong bài sẽ dịch từng chữ cho chúng ta dễ hiểu. Rồi chúng ta vô theo dõi màn hình các bạn. Rồi nãy chúng ta dịch ra tới đây. Sau đó là các bạn, chúng là ở Melbourne, Tokyo, Mexico, Montreal, bên cạnh những thành phố châu Âu. Mỗi năm ở đó là các vận động viên từ nhiều quốc gia hơn. Cái Olympic mùa đông các bạn, đầu tiên là trong năm 1924 nè. Các vận động viên cạnh tranh trong cái việc trực tiếp nè. Và những cái môn thể thao khác. Rồi, bây giờ chúng ta làm phép trừ thôi các bạn. Bao lâu sau khi cái sự thành lập của Olympic hiện đại á, là Olympic mùa đông. Bây giờ chúng ta coi hiện đại nha, hiện đại các bạn, the first hiện đại các bạn nè. Đây, hiện đại là 1896. Các bạn lưu ý nha, hiện đại nè, trong năm này nha, nhiều bạn lộn như năm này nha. Rồi các bạn lấy máy tính bấm hoặc các bạn trừ nhẩm nha, 1924 trừ 1 8 9 6 bằng 285 các bạn. Các bạn chọn 285. Rồi câu 43, trong cái thành phố nào mà Olympic 1952 được tổ chức? Rồi chúng ta coi 1952 các bạn. Đây, sau đó Olympic theo nhau châu Âu và nước Mỹ nè, cho đến 1952. Rồi. Sau thời điểm đó là những cái thành phố này. Thì 1952 chúng ta kiếm thành phố nào ở châu Âu với nước Mỹ các bạn. Còn những không phải châu Âu nước Mỹ chúng ta bỏ qua. New York, nước Mỹ nè. Melbourne, Úc. Moscow. Moscow, Moscow. Cũng là châu Âu người ta. London. Trong cái thành phố nào mà năm 1952 cái Olympic này được tổ chức? Rồi chúng ta xem lại các bạn, 1952 cho đến 1952. Rồi chúng ta xem lại câu này chút xíu các bạn. Trong cái thành phố nào mà cái Olympic 1896 được tổ chức nha. Rồi chúng ta xem 1896. Đây các bạn. Là ở Athens. Rồi chúng ta chọn câu C, Athens. Bây giờ chúng ta qua câu số 44. Cái môn thể thao nào được cạnh tranh, được thi đấu trong cái Olympic mùa đông? Rồi chúng ta xem.
Ở đây các bạn, Olympic mùa đông thì trong 1924, các vận động viên thi đấu trong môn skiing nè, là môn trượt tuyết và những cái môn mùa đông khác. Vì vậy trong câu này các bạn chọn trượt tuyết nha, skiing, câu B. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần cuối cùng của đề thi này các bạn. Chọn câu A, B, C hoặc D trong cái mà gần nghĩa nhất với câu bên trên. Bây giờ chúng ta có câu số 45. Tôi không có làm bể cái điện thoại, Lan nói. Đây chính là câu tường thuật các bạn. Tường thuật thì chúng ta sẽ đã có một cái chuyên đề về câu tường thuật. Thì câu này tôi không làm bể cái điện thoại, Lan nói các bạn. Chúng ta phải dịch ra chúng ta hiểu để chúng ta biết được cái thân là cái giọng, cái điệu các bạn. Ví dụ như là đe dọa hay từ chối hay là yêu cầu vân vân. A. Lan phủ nhận làm bể cái điện thoại. B. Lan thừa nhận làm bể là câu B sai này các bạn. C. Lan phòng chống chúng tôi từ việc làm bể. Lan hứa để làm bể ha. Rồi câu A các bạn, mấy câu kia quá đi quá xa. Câu 46, hãy để tôi trả cho cái cà phê, tôi thật sự muốn. Rồi, hãy để tôi trả tiền cà phê, tôi thật sự muốn. Câu A, Jenny nói với tôi để trả cho cà phê. Câu B, Jenny được yêu cầu để trả. Được yêu cầu để trả là sai nha các bạn. Có nghĩa là Jenny được yêu cầu bởi ai đó đó. Câu B là sai nè. Câu C, Jenny khăng khăng đòi trả cho cà phê. Câu D, Jenny đề nghị trả cho cái cà phê. Thì trong câu 46 này các bạn có cái từ really want, cô ấy thật sự muốn. Thì theo giọng điệu của câu này các bạn, thì chúng ta sẽ chọn câu C nha các bạn, khăng khăng đòi. Rồi, Jenny khăng khăng đòi trả nha. Còn câu D các bạn, suggested by in, thì nó chưa thể hiện được là I really này các bạn. Vì vậy chúng ta sẽ chọn câu C. Bây giờ các bạn qua câu số 47, cái giỏ này thì nặng nè, vì vậy chúng tôi không thể đem nó theo. Rồi các bạn lưu ý nha, giỏ nặng không đeo được thêm. Ở 4 dưới đây các bạn, người ta cho chúng ta là if nè. Mà if trái với cái này, trái với cái quá khứ này các bạn, có nghĩa phải if loại 3 mới đúng. Các bạn chọn câu nào thì chọn, phải if loại 3. Thì trong các cả câu A các bạn, câu A là if loại 2 nè, câu B là loại 3. Nhưng mà đây có not nè các bạn. Not nè. Còn đây là unless nữa là không đúng nha. Unless thì không có not. Còn câu C là loại 2, loại miss các bạn. Đây quá khứ, đây would have cộng với 1 là loại miss các bạn. Còn câu D nè, đây chính là loại 3 đảo ngữ các bạn. Nếu có túi không nặng thì tôi sẽ mang theo nó. Các bạn chọn câu D bởi vì nó là loại 3, phù hợp với cái câu quá khứ như đây nè. If loại 3 diễn tả một cái sự việc trái với quá khứ. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 48 nè các bạn. Tại sao bạn không đặt một cái đồng hồ tốt hơn trên cửa? John nói. Thì câu này nè, why don't you put, chính là câu suggest các bạn, chính là câu đề nghị á. Một là less, how about. Rồi chúng ta xem nha. Câu A là John suggest to put. Rồi các bạn bỏ đi sai. John hỏi nè, không đúng luôn, không phải câu hỏi nha các bạn. Câu C, John đề nghị các bạn đặt cái đồng hồ tốt hơn. Ở đây các bạn thấy subtract cộng góp in nè. Ha. Còn câu D á, là John buộc chúng tôi đặt cái đồng hồ. Và không có buộc nha các bạn. Đây chính là câu đề nghị thôi. Các bạn chọn câu C. Câu số 49. Nếu tôi là bạn tôi sẽ không mua cái áo đó. Thì nếu tôi là bạn tôi sẽ không mua các bạn. Có nghĩa là câu đề, câu khuyên nha. Nếu tôi là bạn. Nếu các bạn thấy câu nào mà mang tính là khuyên các bạn chọn. Rồi dưới đây các bạn. Cô ấy nói nếu cô ấy là tôi, cô ấy sẽ không mua cái túi đó. Cô ấy nói nếu tôi là bạn. Câu này sai chắc chắn luôn nè các bạn. Nếu tôi là bạn. Cô ấy nói nếu cô ấy thì mới đúng nha. Rồi. Còn C các bạn. Cô ấy nói nè. Nếu cô ấy là tôi, cô ấy sẽ không mua. Rồi.
À, của tôi sẽ không mua. Thì câu này các bạn bỏ luôn nha các bạn. Không hợp nghĩa. Câu D. Cô ấy nói nếu cô ấy là tôi, cô ấy sẽ không mua cái túi này. Thì bây giờ các bạn quan sát chỉ câu D các bạn. She said này, if she were me, she wouldn't buy this. Cái này là this rồi các bạn. Còn đây là khác với câu này, câu đáp này. Rồi. Các bạn chọn câu đáp nha. Bởi vì nếu câu tường thuật á thì các bạn phải chuyển this thành đáp. Nhiều khi khác việc nhỏ nhưng mà nó lại làm câu sai. Các bạn lưu ý nha. Câu 50, tôi xin lỗi rằng tôi phải rời quá sớm, anh ta nói. Rồi. Trong câu này các bạn thấy là he apologize, là câu nào cũng he apologize. Thì chúng ta có công thức nha các bạn. He apologize me thì chữ me á, someone á, các bạn có thể ghi hoặc không. Rồi, tuy nhiên các bạn phải dùng chữ for nè. Rồi. Chỗ này có chữ me hoặc không. Tuy nhiên chữ apologize các bạn phải dùng chữ for. Còn câu D là các bạn, he apologize that nè. Đây hiện tại thì bỏ rồi, không tính tới nữa nha. Rồi, chỉ có A với C, nhưng mà C chúng ta bỏ luôn. Vì vậy các bạn chọn 50, các bạn chọn con A. Chúng ta đã hoàn thành xong đề kiểm tra một tiết của chương trình tiếng Anh lớp 11 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình xem các bạn có nhiều câu đi rất là nhanh. Vì vậy nếu các bạn không hiểu các bạn cứ để lại comment nha. Sẽ giải thích kỹ hơn cho các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi rất là nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn, xin chào và tạm biệt các bạn.